Xin chào tất cả các bạn nha. Thì cảm ơn các bạn đã quan tâm và kích vào xem video này của mình ạ. Thì video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để các bạn có thể đăng xuất cái tài khoản Gmail của các bạn ra tất cả các thiết bị điện thoại mà các bạn đang đang nhập mà các bạn không biết nha. Thì đây, đây là cái ứng dụng Gmail của mình đấy ạ. Thì các bạn hãy kích vào cái ứng dụng Gmail này nếu cái trường hợp nha, cái tài khoản cái điện thoại của các bạn mà không có cái ứng dụng gmail này các bạn có thể tải về hoặc là cái trường hợp mà các bạn không muốn tải về thì các bạn cũng có thể vào cái ứng dụng như mình hướng dẫn đây nha thì đây bước đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn để các bạn vào cái ứng dụng gmail này trước các bạn kích vào thì ở trong này nó sẽ là cái tài khoản gmail của các bạn ở đây nha thì đó đây là cái tài khoản gmail của mình thì bây giờ các bạn hãy làm như mình hướng dẫn các bạn hãy kích cho mình vào cái hình ảnh đại diện ở bên góc tay phải màn hình ở đây các bạn kích vào cho mình sau đó các bạn hãy chọn đúng cái tài khoản Gmail mà các bạn muốn kiểm tra xem là những cái người nào đang đăng nhập vào cái tài khoản Gmail đó nha các bạn hãy chọn cái tài khoản Gmail cho mình sau đó khi các bạn đã chọn xong rồi thì các bạn hãy kích cho mình vào phần đó là tài khoản Google các bạn kích vào cho mình đó. các bạn kích vào đây là các bạn có thể thực hiện rồi nha Cái trường hợp mà các bạn không có cái tài khoản uh, Gmail không có cái ứng dụng Gmail như mình hướng dẫn thì các bạn cũng có thể vào cho mình cái phần cài đặt ở trên thiết bị điện thoại của các bạn đây các bạn hãy kích vào phần cài đặt trên thiết bị điện thoại của các bạn đây cho mình các bạn kích vào sau đó các bạn kéo lên các bạn tìm cho mình đến cái mục đó là cái Google ở đây nha các bạn kích vào Google cho mình thì nó cũng sẽ hiển thị ra cái tài khoản gmail mà lãi mình vừa kiểm tra trên ứng dụng gmail nha các bạn cũng kích cho mình vào phần đó là quản lý tài khoản google của bạn các bạn kích vào đây cho mình đó thì nó cũng sẽ hiển thị ra cái giao diện y cha như cái mình hướng dẫn các bạn ở trên cái tài khoản mà các bạn sử dụng bằng ứng dụng google nha thì các bạn có thể thực hiện bằng hai cách để các bạn có thể vào đúng như mình hướng dẫn đây thì bạn nào vào bằng cách nào thì các bạn vào trên điện thoại của các bạn bằng cách đó nha thì khi các bạn đã vào được đây rồi nha thì các bạn hãy kéo sang góc cho mình đây, ở cái thanh ở đây nha Nó sẽ di chuyển được Nên là các bạn hãy di chuyển sang cho mình Đến cái phần đó là phần bảo mật Sau đó các bạn hãy kích vào phần bảo mật ở đây cho mình Các bạn kích vào Đó, thì khi các bạn đã kích được vào phần bảo mật rồi Các bạn hãy kéo lên cho mình Kéo lên trên nha Nó sẽ có phần đó là thiết bị của bạn Thì các bạn hãy nhìn đấy ạ nghĩa là nó là bạn hiện đang đăng nhập cái tài khoản của các bạn trên các thiết bị nào thì nó sẽ hiển thị toàn bộ ra ở cái, trong cái ứng dụng này nha đây bây giờ các bạn hãy kích cho mình vào phần quản lý thiết bị ở đây đó thì các bạn nhìn thấy chưa ạ các thiết bị đang đăng nhập cái tài khoản gmail của mình thì nó sẽ có hai cái thiết bị thiết bị thứ nhất là galaxy lot 8 là cái thiết bị mình đang sử dụng cái thiết bị thứ hai đó là Galaxy Z7 Pro là một cái thiết bị khác mà cũng đang đăng nhập vào cái tài khoản Gmail của mình mà mình không hề biết đó là cái thiết bị nào nhá thì bây giờ để mình có thể đăng xuất ra thì mình sẽ kích vào cái dấu ba chấm bên cạnh cái thiết bị đó cho mình đây các bạn hãy kích vào dấu ba chấm thì nó sẽ có mục đó là đăng xuất thì các bạn hãy kích vào chữ đăng xuất ở đây cho mình đó các bạn kích vào chữ đăng xuất đây nó sẽ thông báo cho các bạn là các bạn có muốn đăng xuất uh, tiếp tục không Thì các bạn hãy kích cho mình vào chữ đăng xuất tiếp tục đây Các bạn kích vào Đó các bạn thấy chưa ạ Thì ngay lập tức cái thiết bị G7 Pro Cái tài khoản Gmail của mình nó đã đăng xuất ra khỏi cái thiết bị mà mình không biết kia nha Đó các bạn kiểm tra xem là còn những cái thiết bị nào mà nó đang đăng nhập cái tài khoản của các bạn Ở trên thiết bị đó thì các bạn hãy đăng xuất toàn bộ ra cho mình ạ Đây thế nào mình đã đăng xuất uh, những cái thiết bị đã đăng nhập vào cái tài khoản của mình nha thì nó chỉ còn duy nhất một cái thiết bị của mình đăng nhập ở đây thôi nên là các bạn hãy thực hiện theo mình để các bạn có thể kiểm tra cũng như là các bạn đăng xuất cái tài khoản Google của các bạn, Gmail của các bạn ra khỏi tất cả những cái thiết bị các bạn không biết nha. Thì video của mình hướng dẫn các bạn đến đây là kết thúc rồi thì các bạn nhớ ấn like là đăng ký kênh để các bạn có thể nhận được những cái video mới nhất từ mình nha. Cảm ơn các bạn ạ.